Hello mọi người, thì bây giờ mình sẽ báo giá Squishy luôn ha. Thì đầu tiên là mình có cái mẫu kem thỏ Cinnamoro ha. Thì mình không biết là mình có gọi đúng tên của em này không, nhưng mà em là em thỏ Cina. Thì cái kem này là mình săn được giá rẻ, cho nên là mình sẽ bán cho mọi người là giá là 35.000. Thì mình về được 6 em, nhưng mà do là một em nó bị lỗi á, mình để ra chơi rồi. Thì còn 5 em như thế này thì có em nó sẽ bị cấn nhẹ hoặc là có em nó sẽ không bị cấn. Thì đây mềm và chậm tăng size vừa nha mọi người, không phải là size mini đâu. Đó, thì bình thường hồi đó mình mua cái giá là 50k, mà bây giờ em này khá là hiếm luôn mọi người. Đợt sau mình về thì mình sẽ bán giá cao hơn, tại vì là mình không có săn được giá rẻ, nên là mọi người tranh thủ mua ha. Tiếp theo thì mình có cái mẫu, những cái mẫu chính hãng như thế này mình sale hết luôn. Để mình về hàng mới á, cái em này bị chóc sơn nè, là mình bán mọi người 30.000. Cái bánh quy này thì mình sale còn 25.000 ha. Cái bánh ốc này là hàng chính hãng thì mình sale còn 50k, còn bao bì luôn, chứ không phải loại 15k ha. Cái em này hà mã là 40, còn những cái macaron chính hãng 15k. Và em thỏ này mình còn 2 em là 15.000. Cá heo thì là 25 nha mọi người. Lần trước mình bán 30 nhưng mà mình bán 25 thôi, hàng new. Gấu trắng là 17 nè. Đó, rất là đẹp luôn ha, mềm và chậm tăng loại 1 nha mọi người, không phải loại 2 hoặc loại 3 gì đâu. Mình có hai màu luôn, gấu trắng thì là 17.000 nha, mềm và chậm tăng. Tiếp theo thì mình có cái rổ Icon, thì mình có cả Icon Panda nữa mọi người. Em này là loại 1 luôn, loại chất mút nha mọi người, nhưng mà nó không có bị thiếu bột hay sao đâu, mềm và chậm tăng đàng hoàng luôn, mình lựa toàn là hàng chậm tăng á. Tiếp theo thì mình còn là mẫu trái tim chính hãng này, thì mình bán giá 25.000 nha, rất là nét và đẹp luôn. Tiếp theo mình có bé dâu là 30 nè, mình quay cho nó nhanh á. Bé táo nè, táo này nó kiểu nó hơi vậy nè, đó nó hơi cấn nhẹ thôi ha, chứ không có bị gì đường đường thôi á, 30.000. Những cái bé mực này là 20.000 nha. Đó, mọi người cắm cái bút vô giùm mình nha, cắm cái bút để viết bài á. Cái em này bị móp mình sẽ bán giá khác. Tiếp theo thì mình có mẫu kem, thì mình còn một cái Mickey và một kem bông to như thế này là size jumbo ha. Thì mình sale còn kem bông là 50, kem kia cũng 50 luôn. Táo thì nó bị nứt như thế này. Đó, táo này sẽ có giá là 30.000 nha. Mình có cái combo này có giá 50k, trái banh bị mốt với lại trái chuối là loại 2 nên mình không thích á. Thì đây là combo 30 bé của sinh nhật. Thì mình cái này là nó kiểu nó bị lỗi, nó bị defect tầm 1-2 cái thôi ha, còn như là new hết trơn luôn á. Mình thấy quá ok luôn ha. Combo có giá 260. Và đây là những cái mini mình quay sơ thôi. Các bạn nào muốn coi á thì các bạn chụp màn hình lại, hoặc là các bạn lên Facebook của mình để mà xem hình nha. Tại vì mình gấp nên là mình có xếp lại á. Đó, các bạn tham khảo qua mini hàng còn với shop của mình. Kỳ lân mình sẽ còn 17.000. Thì các bạn nào biết giá rồi thì các bạn có muốn mua thì cứ nhắn tin vô cho mình nha. Đó, các bạn thấy xinh không? Mình mới biết ghép hình YouTube á mọi người. Cái hình mà để ở tượng trưng á, mình mới biết ghép á, cho nên là mình ghép cũng rất là lâu luôn. Nên là không biết mọi người có thấy xinh không ha. Thì logo là mình mới thay nha mọi người, tại vì kiểu mình làm nhiều logo lắm để mà mình thay đổi á. Với lại khi những cái bạn mà mua cái đơn sau như thế này thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái cài cảm ơn với lại một cái logo của shop mình nha. Tại vì mình vừa mới đi in ra thôi á, cái đơn hàng sau thì sẽ được kèm nha. À, khi các bạn mua hàng bên mình thì cũng sẽ được kèm bao bì ha. Những cái mẫu to thì tùy theo bao bì hình hoặc bao bì kính, và những cái mẫu mini các bạn sẽ được kèm bao bì hình ha. Là các bạn yên tâm khi mua hàng, các bạn thấy Squishy đẹp không? Trời ơi, đây là hàng còn nha mọi người. Mình đang sale quá để mình về hàng mới cho nó ok nè. Đó, các bạn thấy ok chưa? Nhiều lắm. Kem này là 12 nè. Và những cái mẫu này là 10k một cái nè. Bánh dứa 12.000, mềm và chậm tăng. Pizza là 10 nè. Các bạn muốn mua hàng thì nhắn tin liền cho mình qua Facebook Thanh Thảo Squishy nha. Hoặc là các bạn bấm dưới phần mô tả để mà liên hệ với mình nha. Đó, các bạn thích mẫu nào chụp màn hình lại hoặc là qua Facebook của mình để coi mẫu nha. Đó, các bạn cứ inbox mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Và đây là cái combo mình còn, cái combo 90k nè. Bạn nào lấy thì nhắn tin mình luôn. Và đây là hai cái em này mình không bán, mình quay cho vui á. Thì bạn nào mà có bán cái Bully Chibi này thì nhắn tin cho mình nha, tại mình đang cần liền á. Tiếp theo á thì Thảo có những cái mẫu chính hãng ha. Thì Thảo về được một cái em mặc banda như thế này. Đây là bánh bao banda hay sao á. Có một cái bao bì của Nhật nè,
cái em này mình siêu thích luôn, là em này rất là ít những cái chỗ mà để tạo nên cái khuyết điểm đó. Ví dụ như là vậy như là những cái mẫu mình nó có nhiều cái chi tiết đó mọi người, thì sẽ làm cho mình chơi đó, nó sẽ bị khuyết điểm nứt đồ đó. Thì cái em này rất là ít cái chỗ mà có cái chi tiết nhiều á, chỉ có hai cái lỗ tai rất là khó nứt luôn nè. Mình sẽ cho các bạn coi. Và em này đặc biệt của em này là thơm nhẹ và cực kỳ mềm và chậm tan, mình không hề tua độ chậm tan nha. Và đây là mảng thầu bon bon á mọi người. Lần trước mình bán hai cái á, màu xanh với màu hồng là ba cái á, thì cái này là nó không có tan ha, là mình bán giá là 80k. Và em này là mảng thầu chính hãng của Popular. Khi mà mình nhập con này về thì nó đã bị vậy rồi nè mọi người, nó hoàn hảo hết nhưng mà nó bị một cái lỗ như thế này, là mình không biết là nó bị như thế nào ha, nhưng mà chơi còn được chứ không bị gì hết nha. Siêu đẹp luôn mọi người, cái màu rất là tươi luôn, mềm và chậm tan nha, còn tan mát đầy đủ luôn. Thì cái em này mình sẽ bán với giá là 150 nha mọi người, 150 nha, tại vì mình cũng muốn đẩy nó nhanh đó. Bạn nào ưng chính hãng này thì hốt về giùm mình nha. Bạn nào chuyển khoản được á và mua nhiều cái species á thì mình sẽ giảm giá cho các bạn. Nói chung các bạn cứ nhắn tin cho mình ha. Đó, mọi người thấy không, rất là mềm và chậm tan. Mình bóp nãy giờ cho mọi người coi. Tiếp theo thì mình sẽ qua tới cái mẫu squishy thường nha. Thì mình có là em cappuccino, mềm và chậm tăng luôn. Thì mình nhập lẻ á, kiểu như mình nhập, mình thấy nó đẹp nên mình nhập luôn, là mình bán mọi người 55 ngàn. Cái em này thì bị nứt nhẹ, có giá là 35 ngàn. To nha mọi người. Đấy, tiếp theo thì đó, nó mập từ lù. Thế mình có là cái bé này, cái bé này mình sẽ bán giá là 35 ngàn. Cái shop bán là 40-50 á, mềm và chậm tan thơm ha, mình bán 35 ngàn thôi. Và các em này mình còn dư một em, thì mình vừa quay hàng còn và hàng mới luôn nha, các bạn xem dùm một video. Và đây là 30 ngàn. Cái răng này mềm và chậm tan loại một luôn, các bạn thấy mình bóp là biết rồi ha, có giá là 35k. Cái mẫu răng bây giờ mình thấy cũng rất là ít bạn bán nè, nên là bạn nào thích thì tranh thủ. Thì mình về được một cái em chính hãng này rất là lạ, giống như cái phần này á, mọi người biết squishy handmade không? Thì cái mặt trên của cái em này á y chang như squishy handmade, nhưng mà cái phần này nó bị nứt nhẹ nè, nên là bạn nào không mua thì mình sẽ đem tặng nha, tặng mini game á. Đó, đây là chính hãng của Sanrio ha, mình không biết là cái này có handmade lại không, kiểu mình không biết sao nữa. Nói chung là em nhà mình bán 50k nha, hàng chính hãng nè, đằng sau thì bóp như mút luôn nha mọi người. Bạn nào thích sưu tập thì cứ nhắn tin cho mình nha. Đó, nó không phải quá cứng đâu, nó bóp được nha mọi người. Đấy, rất là xinh luôn. Bạn nào ơi lấy thì nhắn tin cho mình ha. Tiếp theo thì mình có cái chính hãng Popular này mình chưa bán được, cho nên là em này giá từ 170, mình sale còn 101 nha mọi người. Mềm và chậm tăng, em này còn tan mát đầy đủ và hàng new không lỗi. Và cái bình sữa này mình sale còn 100k một bình nha, 100k một bình, hàng new luôn, còn tan mát luôn ha. Đó, mình có màu hồng và màu xanh nha, bạn nào thích sưu tập thì nhắn tin cho mình ha. Thì đây là cái em pancake gì ta, của em này là Yummy Bear của Creamy Candy á mọi người. Mềm, thơm và chậm tan, chỉ có cái là nó bị nứt sơn á mọi người. Mọi người về nhà, bạn nào mà biết tô màu á, bạn tô lại giùm mình đó là rất là đẹp luôn, kiểu như là các bạn sáng tạo á. Đó, mình đã bóc ra cho nó trắng trắng rồi ha. Thì qua đây mình có hàng thường là trái thanh long. Thanh long này là loại 1 nha. Thanh long này có giá là 45k. Và cái bánh kem này là loại 1 luôn, thì cũng có giá là 50k nha. Mình sale rồi á, mình sale từ 60, mình sale còn 50. Mình còn một bé thôi nha. Nó mềm nhưng mà nó chậm tăng vừa, nó được cái là nó cũng to thôi. Và bé lịch này siêu mềm luôn, giá là 40k thì mình sale còn 35k. Mềm và chậm tan thơm nha. Đó, bạn nào muốn trang trí thì cứ mua cái em này giùm mình. Tiếp theo thì mình có là mẫu thuốc uống hàng còn, thì mình còn có 6 em cuối cùng thôi, là em thỏ, kỳ lân, mèo và hổ và bé gấu trà sữa. Cái bé màu vàng mình gọi là gấu trà sữa ha. Thì đây là chất Indo nha mọi người, nhưng mà mềm và chậm tan nha, chứ không phải là chất Indo nó dạng slow nhanh đâu. Đấy, không phải là do cái mọc đâu nha mọi người. Trái tim chính hãng này bị nứt nhẹ nên là mình xe còn 100k ha. Thì cũng đã cuối video rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người đăng ký kênh để chuẩn bị có mini game ha. Thì bạn nào mua hàng nhắn tin cho mình nha. Đó, bye bye mọi người.